Có bao giờ bạn nghĩ về một thứ kỳ lạ, nhưng vài giây sau lại tự nhủ rằng nó không thể có thật? Với công nghệ in 3D hiện nay, cụm từ không thể có thật sẽ bị xóa bỏ. Mọi thứ bạn tưởng tượng được thì đều có thể là thật. In 3D, hay còn gọi là công nghệ sản xuất đắp dần, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể 3 chiều và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể. Các đối tượng này có thể có hình dạng bất kỳ và được tạo ra từ một mô hình 3D hoặc các nguồn dữ liệu điện tử khác. Công nghệ in 3D sẽ là tương lai của ngành sản xuất. Ở đây không phải chỉ phục vụ về cà phê, mà chúng tôi còn là điểm kết nối cộng đồng, là sân chơi bổ ích, giúp cho mọi người tương tác, kết nối, thiết kế và phát triển cái ngành công nghệ in 3D này trong tương lai. Cái ý tưởng thiết kế của GCC tại Việt Nam là nó xuất phát từ cái GCC của Ba Lan phát triển về Việt Nam mình một cái công nghệ mới 4.0 để mà cái giới trẻ nó học hỏi và nó nghiên cứu. Chị Thủy ở đây á sẵn sàng đầu tư vào cái chất lượng, đó là cái điều mà mình mong muốn, bởi vì là ở đây cà phê lựa chọn từ những cái vùng đất nổi tiếng nhất. Có một điều khác biệt nữa là cà phê được sơ chế theo nhiều cái phương pháp. Ở đây có một số phương pháp mới, ví dụ như chế biến theo kiểu natural hoặc là honey. Thì natural nó cho ra cái mùi trái cây rất là hấp dẫn, còn honey thì ra cái mùi mật ong, caramel. Chúng tôi tin rằng khi mà khách hàng thưởng thức những cái dòng đặc biệt như vậy sẽ cảm nhận rất rõ, rất sâu và cảm nhận được những cái giá trị thật của cà phê. Với một cái mong muốn mang cái giá trị thật của nguyên bản của cà phê, vì tôi tin là cái giá trị nguyên bản này nó giống như là con người vậy, con người chân thật, mộc mạc thì sẽ được yêu mến và tự hào về cái điều đó. Không chỉ đem đến một không gian chuyên nghiệp nhất cho môi trường in 3D, GCC Coffee vẫn giữ đúng cái tên của nó, một quán cà phê. Tại đây, bạn dễ dàng chọn cho mình những tách cà phê đặc biệt nhất. Khi bạn có nhu cầu hội họp hay tổ chức event, GCC có đầy đủ những trang thiết bị tối ưu nhất dành cho bạn. Ngay sau Grand Opening, GCC 3D Printing Coffee sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những thành viên muốn thử khám phá những điều thú vị về công nghệ in 3D.